Chào các bạn, đây là những cái thành quả, những cái doanh thu của mình đã xuất bản những cái cuốn sách KDP up lên trên Amazon từ hồi năm 2021 đến bây giờ. Đây là những cái thu nhập mà mình làm cũng khá là rất là nhiều tài khoản. Và hôm nay, cô Gan sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký cái tài khoản KDP Amazon để mình up sách lên để kiếm tiền thu nhập thụ động. Để đăng ký thì các bạn vào trong Amazon.com và mình vào trong cái mục Sign In. Và mục đích của mình là muốn tạo ra một cái tài khoản Amazon trước thì các bạn chọn Create Your Amazon Account. Thì các bạn click vào đó thì cái form Create Account thì các bạn điền đầy đủ hết tất cả thông tin ha. Rồi sau đó các bạn chọn Verify Email. Thì khi các bạn click vào Verify Email thì các bạn qua bên email các bạn nhận cái mã code để mà verify OTP của Amazon, các bạn copy rồi sau đó dán vào. Rồi các bạn chọn Create Your Amazon Account. Rồi sau khi đã đăng ký xong một cái tài khoản Amazon thì các bạn vào trong cái account và chọn Login Security. Thì trong cái danh mục này mình sẽ turn on là bật cái chế độ 2FA là Verify hai lớp lên ở trên cái tài khoản của mình để cái chế độ bảo mật nó tốt hơn. Các bạn turn on. Click vào turn on xong rồi thì các bạn chọn là Get Start. Click vào Get Start để mà bắt đầu bật cái chế độ hai lớp lên. Thì trong phần này có hai option thì mình chọn là Authenticator App, mình chọn cái phần app này. Còn phone thì lỡ mất phone nó mệt lắm. Mình chọn cái này và các bạn click vào là can scan barcode và các bạn copy cái dòng code này ha. Copy cái dòng code này thì mình khuyên các bạn copy ra và lưu vào ở đâu đó, mình lưu ở trong một cái file TXT ở trong cái folder này nha. Mình tạo ra một cái file TXT và mình lưu cái code này. Code này là để mà verify hai lớp đấy, rất là quan trọng nha, các bạn lưu lại. Rồi sau đó mình sẽ search là 2FA line ha, 2FA line. Rồi thì mình click vào cái mình click vào cái tool là 2FA.line đây nè ha. Cái này mình click vào đấy. Rồi các bạn dán cái code đấy vào và sau đó các bạn nhập submit. Sau khi submit xong thì các bạn copy cái 6 chữ số cuối cùng này, 6 chữ số này là cái mã code đấy. Rồi sau đó mình dán vào ở cái ô phía dưới này nè. Rồi các bạn click vào là verify OTP và and continue. Rồi thì như vậy là cái quá trình verify bật cái 2FA đã lên đã xong. Thì các bạn click vào là don't request OTP in this browser. Rồi sau đó là got is to not 2FA. Đó, thì như vậy là mình đã bật cái chế độ là 2FA gọi là two step verification lên rồi ha. Rồi, sau khi xong rồi thì mình qua bên kdb.amazon.com thì các bạn click vào cái nút sign in ha. Các bạn click vào nút sign in này, này ở trên cái trình duyệt mình vừa đăng ký amazon.com luôn. Thì các bạn click vào đây thì nó sẽ hiện ra cái bảng điều khoản của KDP Amazon. Thì các bạn chọn đồng ý, agree. Rồi sau khi đồng ý xong thì trong cái tài khoản này thì cần phải cập nhật thêm những cái thông tin cho cái tài khoản KDP. Các bạn click vào Update Now. Đấy, các bạn click vào Update Now và nó đòi hỏi về cái OTP thì các bạn nhập cái mã code OTP vào ha, như khi này mình làm. Rồi thì trong phần này thì nó khai báo thêm những cái thông tin như là về cái business time là mình chọn individual là cá nhân thôi và ngày tháng năm sinh của mình ha. Các bạn đi đầy đủ ngày tháng năm sinh 9/2/2002. Rồi trong phần này là cái country của bạn đang ở đang sống thì mình sẽ chọn Việt Nam ha. Việt Nam này đấy. Còn cái địa chỉ thì mình sẽ ghi cụ thể một địa chỉ nào đó của các bạn ha. Ví dụ như là logo name thì mình ghi cái tên của mình ha. Rồi địa chỉ này, thành phố này. Đây, các bạn ghi đầy đủ cái form này, thành phố, state, province, cái này của mình cũng ghi là thành phố luôn, Thừa Thiên Huế này,
Rồi cái postcode thì đã là mã bưu điện ha, các bạn điền cái mã bưu điện của cái thành phố mình đang ở. Rồi điền phone nè. Đó, các bạn điền đầy đủ hết tất cả những thông tin này cho nó hoàn thiện về cái form, về địa chỉ ha. Phone, ok. Sau khi điền xong hết rồi thì đến cái phần guest pay, đó là các bạn nhận tiền ở đó, nhận tiền từ đâu thì mình sẽ nhận tiền từ cái bank US ha. Đối với Amazon thì mình không thể nhận tiền Việt Nam được, nhận tiền ngân hàng trên trực tiếp ngân hàng Việt Nam được nhé. Các bạn chọn là US và account how name, account number là cái tên tài khoản, routines đó. Thì các bạn vào trong tài khoản Payoneer, menu bên trái các bạn chọn tài khoản ngân hàng và click vào là các tài khoản tiếp nhận tiền, các tài khoản tiếp nhận tiền, và các bạn click vào đây. Thì khi các bạn click vào đây á, thì có một cái danh sách của cái ngân hàng, thì trong cái dãy ngân hàng này các bạn chọn một cái account, ví dụ như mình chọn là số tài khoản này, routine này đấy, các bạn copy số tài khoản routine vào, điền vào trong cái form này cho đầy đủ là ok. Còn account holder name thì các bạn điền cái tên giống như cái tên của bạn ha. Rồi sau đó là ok. Rồi, như vậy là mình đã add cái phương thức thanh toán đã xong. Thì các bạn nhớ chọn save lại ha cho nó an toàn. Sau khi save lại xong thì mình sẽ cập nhật thêm cái task information, là cái bảng complex task, cái giống như cái form thuế. Thì trong phần Amazon thì cái form này thì mình điền rất là dễ ha. Thì các bạn chọn là individual là cá nhân, rồi bạn có phải là người Mỹ không thì bạn nó chọn no. Đấy. Rồi các bạn kích vào no, và cái IU cái phần này mình cũng chọn no luôn nhé. Đúng không? Cái này chọn no luôn. Rồi, xuống dưới này thì cái phần tin value, TIN, thì cái này là cái số task ha. Cái số task này thì mình cần phải xem cái mã form task của Việt Nam mình là nó gồm có 13 chữ số. Thì các bạn copy cái form như thế này, ví dụ này luôn á. Rồi các bạn dán vào đó, và các bạn có thể là thay đổi từ khoảng 3 4 chữ sau ha. Đấy, cái này là các bạn điền kiểu gì cũng được, mà miễn sao 13 chữ số ha. Sau đó các bạn chọn continue. Nó bị thiếu, mình quên chọn là Việt Nam ở phía trên này ha, chọn Việt Nam này, rồi sau đó là country là Việt Nam, rồi sau đó mình sẽ chọn continue ha. Ok, sau đó mình kéo xuống chọn confirm ha. Rồi ok, chọn confirm nào, save and preview. Sau khi save and preview thì đã hoàn thành xong cái form, và mình signal no, mình ký tên lại đó. Đấy, các bạn chọn kích vào cái nút này, và sau đó là các bạn signal là các bạn điền lại cái tên của mình cho nó trùng đồng bộ ha. Sau đó các bạn chọn submit form task này ha. Rồi, ok, thì như vậy là đã xong. Thì mình sẽ chọn là exit interview, và cái tài khoản Caribe như vậy là đã hoàn thiện ha. Thì như vậy là đã đôn vào trong cái tài khoản Caribe này á, thì chúng ta bây giờ là up sách lên được rồi. Các bạn có thể là tạo và quản lý và cấp sách, up sách lên ha. Rồi ok, hy vọng là đây là một cái video rất hữu ích cho các bạn để bước đầu đăng ký một tài khoản thành công. Chào tạm biệt các bạn.